tạ cây ăn quả, cây mít và cây cam. Tập làm văn lớp 3. Bài văn mẫu 1, tả cây mít. Trong vườn nhà, bố em trồng rất nhiều loại cây nhưng em vẫn yêu nhất là cây mít. Cây mít có từ khi em còn nhỏ xíu, đến giờ đã cao lắm rồi. Một mình em không thể ôm hết được thân cây. Vỏ cây là những tấm gỗ màu nâu xù xì, vài chỗ có vết nứt nhỏ. Đó chính là con đường đi của những chú kiến di chuyển lên xuống trên cây. Rễ cây là như những con rắn không chịu ở dưới mặt đất, muốn nhô lên để nhìn thấy bầu trời. Nhìn lên phía trên, cây sum suê biết bao nhiêu là lá. Tán cây như một chiếc ô rộng màu xanh tươi che rợp cả một góc vườn. Những chiếc lá mít to hơn bàn tay em, từ chính giữa tia ra những gân lá rất rõ ràng. Dưới gốc mít, chúng em thường nhặt lá mít để chơi hay để làm quạt vào những buổi hè nóng. Em không thấy hoa mít vì bố bảo là hoa mít đã hóa thành quả hết rồi. Quả mít không mọc trên các cành mà luôn dính vào thân cây. Càng nhiều quả lại càng mọc xuống phía dưới. Quả mít bố em trồng rất to và thơm. Tứ trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mít. Bên ngoài những chiếc gai nhọn có thể làm bị thương ấy lại là những múi mít vàng ươm. Múi mít to, hạt mít nâu bóng, còn có những sơ mít nữa. Em rất thích ăn mít rồi lấy hột mít mang luộc, ăn rất ngon. Cây mít gắn với những buổi trưa hè trốn ngủ chơi dưới gốc cây với lũ bạn của em, với những lần đứng dưới để đỡ lấy quả mít bố hái được. Cũng chính vì vậy, mùi vị của những múi mít mới thật thơm ngon và ngọt ngào. Với em, dù có bao nhiêu loại quả ngon trên đời thì cây mít vẫn là nhất. Bài văn mẫu 2, tả cây cam. Nhà em có một khu vườn rất rộng nằm ven một cái hồ lớn. Đó là nơi mà ông nội em trồng rất nhiều loại cây. Từ những cây ăn quả như nhãn, bưởi, xoài, đến những cây cảnh hay những loài hoa sặc sỡ sắc màu. Nhưng trong đó em vẫn thích nhất là cây cam ông trồng ở góc vườn. Theo như lời ông em kể lại thì đây là một giống cam nổi tiếng, cam canh được lấy giống từ ngoại thành Hà Nội. Sau vài năm chăm sóc, bởi bàn tay khéo léo của ông thì cây giờ đây đã lớn lên trông thấy. Tán cây xòe rộng, cành lá sum suê khắp phía, cây chỉ cao tầm 2 mét. Lá cam màu xanh thẫm, to bằng 3 ngón tay người lớn. Mặt trên của lá rất mịn còn mặt sau thì hơi thô ráp. Lá cam non màu xanh nhạt và rất thơm. Mỗi lần ngắt một chiếc lá non vỏ ra là có hương thơm thoang thoảng như hương hoa bưởi. Ngày còn bé, bà nội thường hái lá cam để đun nước cho em tắm gội, cảm giác rất thích thú và thơm tho. Thân cây thuôn dài, khoác lên mình tấm áo màu xanh thẫm. Từng chiếc rễ cây đâm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi thân. Tháng chạp, tháng giêng cam bắt đầu ra hoa. Từng chùm hoa trắng muốt, ôm ấp chiếc nhụy vàng và hương thơm dịu nhẹ đã thu hút biết bao nhiêu anh ong chị bướm. Dưới ánh ban mai, hoa cam lấp lánh những giọt sương đêm như muôn vàn chiếc cúc làm bằng bạch ngọc đầy kiêu sa. Hoa rụng trắng cả một góc vườn cũng là lúc để lộ ra quả cam nhỏ xíu. Quả bé bằng đầu ngón tay, rồi bằng quả bóng bàn, rồi to bằng cả một bàn tay nắm lại. Vỏ cam xanh thẫm và sáng mịn, từng chùm quả sai chịu nặng cả cành cây. Chất màu mỡ của đất, hương vị của nắng gió đã đem đến cho quả cam sức sống căng tràn. Và cuối cùng từng chùm quả dần chuyển màu báo hiệu đã chín. Em cùng ông ra vườn ngắt từng quả xuống. Cả nhà em cùng thưởng thức mà ai cũng trầm trồ khen ngon. Múi cam mọng nước, ăn vào có vị ngon lịm mà nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Em rất yêu quý cây cam vì nó có nhiều lợi ích. Em luôn tự nhủ sẽ chăm sóc thật tốt để cây luôn mạnh khỏe. Bài văn mẫu 1, tả cây mít.
Trong vườn nhà, bố em trồng rất nhiều loại cây nhưng em vẫn yêu nhất là cây mít. Cây mít có từ khi em còn nhỏ xíu, đến giờ đã cao lắm rồi. Một mình em không thể ôm hết được thân cây. Vỏ cây là những tấm gỗ màu nâu xù xì, vài chỗ có vết nứt nhỏ. Đó chính là con đường đi của những chú kiến di chuyển lên xuống trên cây. Rễ cây là như những con rắn không chịu ở dưới mặt đất, muốn nhô lên để nhìn thấy bầu trời. Nhìn lên phía trên, cây sum suê biết bao nhiêu là lá. Tán cây như một chiếc ô rộng màu xanh tươi che rợp cả một góc vườn. Những chiếc lá mít to hơn bàn tay em, từ chính giữa tia ra những gân lá rất rõ ràng. Dưới gốc mít, chúng em thường nhặt lá mít để chơi hay để làm quạt vào những buổi hè nóng. Em không thấy hoa mít vì bố bảo là hoa mít đã hóa thành quả hết rồi. Quả mít không mọc trên các cành mà luôn dính vào thân cây. Càng nhiều quả lại càng mọc xuống phía dưới. Quả mít bố em trồng rất to và thơm. Tứ trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của mít. Bên ngoài những chiếc gai nhọn có thể làm bị thương ấy lại là những múi mít vàng ươm. Múi mít to, hạt mít nâu bóng, còn có những sơ mít nữa. Em rất thích ăn mít rồi lấy hột mít mang luộc, ăn rất ngon. Cây mít gắn với những buổi trưa hè trốn ngủ chơi dưới gốc cây với lũ bạn của em, với những lần đứng dưới để đỡ lấy quả mít bố hái được. Cũng chính vì vậy, mùi vị của những múi mít mới thật thơm ngon và ngọt ngào. Với em, dù có bao nhiêu loại quả ngon trên đời thì cây mít vẫn là nhất. Bài văn mẫu 2, tả cây cam. Nhà em có một khu vườn rất rộng nằm ven một cái hồ lớn. Đó là nơi mà ông nội em trồng rất nhiều loại cây. Từ những cây ăn quả như nhãn, bưởi, xoài, đến những cây cảnh hay những loài hoa sặc sỡ sắc màu. Nhưng trong đó em vẫn thích nhất là cây cam ông trồng ở góc vườn. Theo như lời ông em kể lại thì đây là một giống cam nổi tiếng, cam canh được lấy giống từ ngoại thành Hà Nội. Sau vài năm chăm sóc, bởi bàn tay khéo léo của ông thì cây giờ đây đã lớn lên trông thấy. Tán cây xòe rộng, cành lá sum suê khắp phía, cây chỉ cao tầm 2 mét. Lá cam màu xanh thẫm, to bằng 3 ngón tay người lớn. Mặt trên của lá rất mịn còn mặt sau thì hơi thô ráp. Lá cam non màu xanh nhạt và rất thơm. Mỗi lần ngắt một chiếc lá non vỏ ra là có hương thơm thoang thoảng như hương hoa bưởi. Ngày còn bé, bà nội thường hái lá cam để đun nước cho em tắm gội, cảm giác rất thích thú và thơm tho. Thân cây thon dài, khoác lên mình tấm áo màu xanh thẫm. Từng chiếc rễ cây đâm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi thân. Tháng chạp, tháng giêng cam bắt đầu ra hoa. Từng chùm hoa trắng muốt, ôm ấp chiếc nhụy vàng và hương thơm dịu nhẹ đã thu hút biết bao nhiêu anh ong chị bướm. Dưới ánh ban mai, hoa cam lấp lánh những giọt sương đêm như muôn vàn chiếc cúc làm bằng bạch ngọc đầy kiêu sa. Hoa rụng trắng cả một góc vườn cũng là lúc để lộ ra quả cam nhỏ xíu. Quả bé bằng đầu ngón tay, rồi bằng quả bóng bàn, rồi to bằng cả một bàn tay nắm lại. Vỏ cam xanh thẫm và sáng mịn, từng chùm quả sai chịu nặng cả cành cây. Chất màu mỡ của đất, hương vị của nắng gió đã đem đến cho quả cam sức sống căng tràn. Và cuối cùng từng chùm quả dần chuyển màu báo hiệu đã chín. Em cùng ông ra vườn ngắt từng quả xuống. Cả nhà em cùng thưởng thức mà ai cũng trầm trồ khen ngon. Múi cam mọng nước, ăn vào có vị ngon lịm mà nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Em rất yêu quý cây cam vì nó có nhiều lợi ích. Em luôn tự nhủ sẽ chăm sóc thật tốt để cây luôn mạnh khỏe.